Tại sao nuôi giun cần phải bổ sung cái rác thải hữu cơ vào trong cái luống, vào cái môi trường nuôi giun? Thì xin thưa với các bạn là điều kiện để con giun nó phát triển và sinh sản tốt nhất là trong cái môi trường tối ẩm và thông thoáng. Do vậy, việc chúng ta bổ sung rác thải vào hữu cơ vào luống nuôi giun nó sẽ tạo điều kiện thông thoáng giúp cho cái con giun nó di chuyển, ăn uống và giao phối được thuận lợi hơn. Đồng thời những cái trứng kén mà nó có ở trong cái môi trường hữu cơ nó cũng thông thoáng, nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ nở thành giun con lên so với cái trường hợp môi trường bình thường. Đấy, do vậy cái việc chúng ta bổ sung rác thải hữu cơ vào cái môi trường luống nuôi giun là rất cần thiết. Các bạn có những cái thắc mắc gì liên quan đến công việc nuôi giun quế thì xin hãy để lại phần comment ở dưới phần bình luận của video này nhé.